Xin kính chào quý vị khán giả, đây là những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động Tam Kỳ tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Mọi đường tấn công của Quảng Nam ở thời điểm này gần như đều qua chân của đội trưởng mang áo số 7. Vẫn là cầu thủ Quảng Nam. Đó là một cú dứt điểm nhưng quá thiếu lực. Hiệu quả hơn. Đây là Tuấn Hải. Pha giữ bóng tốt. Làm gì đây? Có cơ hội để dứt điểm. Không vào. Vẫn còn. Bóng đi chệch cột dọc. Vừa rồi thì các hậu vệ áo trắng cho rằng cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã rơi vào Quảng Nam của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Họ cần thi đấu tập trung hơn và đảm bảo cự ly tốt hơn giữa các tuyến. Paulo Pinto vẫn là những tình huống xử lý đơn thương độc mã của Paulo Pinto ở khu vực giữa sân và lại là rất nhiều khoảng trống. Hà Tĩnh phản công. Văn Hiệp và Almeida. Một loạt những tình huống xoay trở đổi hướng của Văn Hiệp đã giúp anh loại bỏ được Almeida, đã giúp anh loại bỏ được Lucas Rocha. Hà Minh Tuấn. Một tình huống tổ chức tấn công trung lộ nhưng không thực sự là một lựa chọn tốt của các thủ Quảng Nam. Victor, và đây là một cơ hội phản công nữa dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một lần nữa Văn Hiệp đối mặt với Lucas Rocha, tạt vào. Victor, 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng và đây là màn ra mắt tuyệt vời của Victor Mansare. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Đức thi đấu hợp lý hơn so với chủ nhà Quảng Nam trong 15 phút thi đấu vừa qua, và cuối cùng thì họ đã được hưởng thành quả bằng bàn thắng 7 tỷ số của Victor Mansare ở phút thi đấu thứ 30. Hoàn toàn đi thẳng về phía đối phương nhưng đó là một quả tạt. Đúng con, không vào. Pha sút tốt của thủ thành Quang Tuấn bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nam sau đó cũng không thể trở thành khởi đầu cho một tình phản công. Rất hay Tuấn Hải. Đi bóng rất sâu vào đáy biên, trả ra dứt điểm. Bóng đập cột dọc. Thêm một cơ hội thực sự nguy hiểm nữa dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là Hoàng Anh. Quyết định tăng tốc. Hoàng Anh, anh đã vượt qua được Viết Tú, đưa vào. Không vào. Hà Tĩnh đang chơi vượt trội về mọi mặt so với chủ nhà Quảng Nam, cả về tính hệ thống và ở những tình huống xử lý cá nhân. Vừa rồi là một pha chơi bóng rất tự tin của cầu thủ năm nay mới 21 tuổi Lý Công Hoàng Anh. Anh đã vượt qua được hậu vệ cánh trái Viết Tú của đối phương và đưa vào hết sức hợp lý cho Victor Mansare. Dù đó là phút thi đấu cuối cùng nhưng các cầu thủ Quảng Nam cũng không dễ gì để thực hiện những tình huống đưa bóng vào trong. Bóng vừa chạm cột dọc khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau cú tạt vào của anh Hùng Văn Trạng. Vẫn là các cầu thủ Quảng Nam. Hà Minh Tuấn tạt vào. Bóng được phá ra. Hết giờ, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Vũ Phúc Hoàng đã vang lên.